chim nước hoa nha. Có nữ hoàng live stream nước hoa nha các bạn. Đến đây đi hấp nhang cho cậu Nam Vũ Linh. Nữ hoàng live stream chim nước hoa. Chị là từ ở thị sĩ mới về. Chị là ở thị sĩ mới về. Dạ, tụi con chào cô ha. Chị rất là mến mộ nghệ sĩ Vũ Linh cho nên là về là ra đi thăm. Dạ, quá là quý luôn anh ơi. Ô, bữa nay là qua. Phải nói thì cậu Nam Vũ Linh thì hôm nay nhận vị khách đến từ xa đến hấp nha cho cô nghệ sĩ Vũ Linh rất là đông nhé. Có nữ hoàng live stream nước hoa nữa các bạn. À, cô đến từ Hy Sĩ nhé. Cô là Việt Kiều ở Hy Sĩ mới về. Cô ơi cho con chụp tấm hình cái cô. Cô ơi cho con chụp tấm hình. Để qua ốc tiêu ơi cho anh trai mình. Ốc tiêu ơi mình lên đây đi ốc tiêu để nhờ vị trí cho bà con chụp hình ốc tiêu ơi. Đúng rồi. Đấy lên cái hết biển hành. Chỉ là cộng đồng của nghệ sĩ Vũ Linh á. Bời hoa báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên tai bày nơi đây địa bàn phù nam trong đời ra như có về mong mời hàng ba la bà con đến đây rất là đông nhé các bạn. Bữa nay là một ngày đặc biệt. Ngồi đi chơi ngồi vậy. Xong rồi. Chung là nói chuyện cho vui vậy thôi chứ cô ở đây mà hâm mộ của Vũ Linh rất là nhiều. Hôm nay cô cũng đến thăm đốc Vũ Linh nói chung. Hâm mộ người nghệ sĩ tối ôi chị coi tại sao mình có cái nick là mà live stream là tại mình có công ty nước hoa các cô. Tại vì cô đi đâu cũng có hai đi chim đó. Dạ. Quay phim chụp hình live stream cho nên mình dạ. mấy người bạn đặt cho cô là nữ hoàng live stream. Dạ. Không mà cái tên rất là dễ thương luôn chị ha. Cô có bán nước hoa không cô? Mà cô có cái có công ty nước hoa không cô? Nha là cái hũ sứ này nè. À đúng rồi, có cái hũ sứ đằng kia. Nói chung là đứa em nó cũng giới thiệu cho vui vậy thôi chứ cô là ở quận 10. Dạ. Dạ. Ở Sư Bà Lạnh đó. Dạ. Nó hâm mộ quá nó nói vậy thôi. Dạ.
Dạ. Quay mất cả. Có nước nhà đẹp quá ha. Ở ngoài là chim nước hoa. Dạ. Tự đi đâu là cô cũng lên chim là vậy. Dạ. Vậy là mình ái mộ cụ Năm nên mình đến biết cô. Nhưng mà mình có gặp cụ Năm ở ngoài chứ không cô? Hả? Mình có gặp cụ Năm ở ngoài chứ không? Có chứ thì anh đang đem qua. Dạ. Xem trên truyền hình là này nè. Không, nhưng mà ý sự con muốn hỏi là cô có tiếp xúc nói chuyện với cậu Năm ở ngoài đời trước khi mà cậu an nghỉ nơi đây á? Có gặp ngoài đời không? Nói chung là cô chị cũng chưa gặp ngoài đời. Dạ. Dạ. Chỉ xem trên TV thôi ha. Xem trên TV mà hâm mộ đó. Dạ. Vì hát hay quá. Nếu mà cô có công ty nước hoa thì cô có thể giới thiệu luôn để cho cái khán giả trên tất cả các kênh đều biết ủng hộ luôn cô. Không, cô không có công ty nước hoa. Dạ. Nhưng mà cô là cái gì đó cậu? Bán một chiên chè thôi. Cô là bán một chiên chè của Đức Hoa là thương hiệu là Đức Hoa. Dạ. Dạ. Sơn Hoàng Trung Cư của gia tử Sơn Hoàng Trung. Dạ. Thì hôm nay mình đến đây để thắp hương và viếng cái thần tượng của mình, thì lúc này cái cảm xúc của cô như thế nào? Cô như thế nào ạ? Rất là xúc động khi các em được quay cô lên YouTube. Dạ. Rất là xúc động và vui. Dạ. 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 Thì một lần nữa cảm ơn cô rất là nhiều đã chia sẻ và đến đây viếng mộ cậu. Thì sau ngày hôm nay thì mấy anh em cũng như chúc cho cô là sau ngày hôm nay sẽ được nhiều may mắn và luôn luôn thành công trong công việc của mình ha. Dạ, luôn luôn suôn sẻ và hạnh phúc nha. Dạ. Dạ, con chúc cô sức khỏe nha cô. Dạ. Ủa là hai bé này là sao cô? Đây là con gái, đây là cháu ngoại và hai đứa cháu nội. Dạ. Tại vì hai bé bụng bụng rất là dễ thương. Hai bé mặc đồ tràng nhìn dễ thương quá ha. Dạ. Là cháu ngoại của cô hả cô? Cháu nội. À cháu nội. Rồi thôi tụi con cảm ơn cô và cả nhà rất là nhiều ha. Chúc cho cô và cả nhà nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ rồi. Nửa tiếng sau thôi là có đầy đủ hết. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều. Chúc cô cũng nhà tủ lành nha. Dạ.